Chào các bạn, sáng nay thì Quang là cho M2 có đem qua cho mình một lá thư. Đây các bạn, một lá thư của bạn là Nguyễn Văn Bá ở tỉnh Bắc Giang. Và chúng ta hãy cùng xem trong thư có gì nha các bạn. Trong bức thư này thì bạn Bá gửi cho mình có một lá thư ở đây. Một lá thư và một cái bát bài. Một cái bát bài giả các bạn. Ở trong thư như sau: anh hãy làm video review bát bài fake này nhé. Anh so sánh về bài fake và bài review giúp em nhé. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sử dụng cái bát bài mà bạn Bá gửi về này để làm video phân biệt bài thật và bài giả, cũng như là so sánh về cái bát bài thật và bát bài giả các bạn nha. Nhân tiện đây cũng nói luôn thì hiện tại mình đang làm việc tại M2 Deal Channel, tức là kênh YouTube mà các bạn đang xem, chứ không còn công tác ở M2 Deal Store nữa. Mà ở bên đó thì hiện tại do một số bạn khác phụ trách. Chính vì vậy mà nếu các bạn muốn gửi thư về cho mình thì các bạn nên để thông tin là M2 Deal Channel các bạn nha. Thì lúc đó thì cái thư được chuyển nhanh hơn. Và nếu mà các bạn gửi thư đến cửa hàng cho M2 thì sẽ mất thời gian để cái bức thư đó lưu chuyển rất là lâu. Để là người đầu tiên xem video mới nhất tại M2 Deal Channel, bấm đăng ký và nhấn chuông các bạn nhé. Trên tay của mình lúc này đang có lá thư mà bạn Bá gửi về. Và đây chính là cái bắt bài của bạn Bá. Đây các bạn, tên của nó là Net Challenger Alphi. Chà, có vẻ như là phát hành mới đây quá các bạn. Và ở bên tay trái của mình ở đây thì có sản phẩm là Legendary Revit Asian Millennium mà mình có mở hộp review cách đây vài ngày. Và nếu các bạn muốn phân biệt là bắt nào bài thật, bắt nào bài giả thì có một cái nguyên tắc, đó là nếu bạn đã từng cầm qua cái bắt bài thật hoặc là lá bài thật rồi thì chắc chắn bạn sẽ phân biệt được đâu là bài thật, đâu là bài giả ngay. Nhưng mà để phòng cái trường hợp mà bạn chưa từng cầm qua cái bộ bài thật, xin lỗi các bạn, một cái bắt bài thật hay là một cái lá bài thật bao giờ, thì mình sẽ có một số đặc điểm cơ bản sau đây để nhận diện. Mình không biết là hiện nay thì cái bắt này nó có đang sản xuất đại trà hay không, hay là còn nhiều bắt khác nó làm chi tiết hơn, giống thật nhiều hơn. Thì nói chung là cái bắt này các bạn thì nó sẽ có cái khác biệt rất là cơ bản so với cái bắt bài thật ở bên đây. Ví dụ như các bạn có thể thấy ở đây, đó là phần trên của cái bắt này các bạn, nó sẽ được làm là dạng như là răng cưa các bạn. Răng cưa rất là chi tiết và đều nhau. Trong khi đó thì ở bên cái bắt bài giả này thì họ sẽ để là che đường thẳng thôi. Có vẻ như rất là khó xé các bạn. Và những cái ranh sẵn ở đây để các bạn có thể dễ dàng xé ra. Mình thấy rồi các bạn, thì cái chi tiết ở đây họ bên cái những chỗ làm bài giả họ làm như thế này để mà cho nó dễ xé, chứ nó không có được những cái đường răng cưa như thế này giống như cái bắt bài thật. Các bạn cũng có thể nhìn một chút nữa là về cái việc mà phản quang. Thì các bạn có thể thấy thì cái bắt bài thật ở đây, cái khả năng phản quang của nó rất là chi tiết, rất là đẹp. Trong khi đó thì mình nhìn cái bắt này có vẻ là không có phản quang gì hết, chỉ như nó được in lên một cái tấm giấy kính đó các bạn, tấm giấy kiếm thôi, bình thường, không hề phản quang như là cái miếng bắt bài thật ở đây. Thì nếu mà các bạn có nhìn ở phía bên trong của cái bát bài thật này, mình trong các video mình review đó các bạn, thì bên trong nó là một lớp giấy bạc luôn các bạn nha, chứ không phải là cái chỉ là cái lớp giấy kiếm bình thường như phía bát này. Mặt sau, và đây là mặt sau cho các bạn xem kỹ hơn các bạn nha. Đây các bạn, và đây là chính là mặt sau của cái bát bài thật của chúng ta đây. Mình nghĩ là cái bát bài giả này họ sử dụng tài liệu của những cái sản phẩm cũ ngày xưa. Thì có thể thấy đây có một chữ là Upper Deck các bạn. Đây là công ty Upper Deck trước giờ, trước nay sở hữu cái thương hiệu Yu-Gi-Oh phát hành phiên bản TCG, chứ không phải là ngày nay là Konami nữa. Chữ thì viết rất là nhỏ và thông tin các bạn nhé không có đầy đủ lắm. Có một số bạn ngày xưa, có một số bạn chỉ cho mình một cái cách đơn giản là nhìn cái mã vạch các bạn. Đây, mình sẽ cho bạn xem mã vạch của cái bát bài ở đây. Đây là mã vạch các bạn. Đây chính là mã vạch của cái bát bài thật ở trên. Thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm quét mã vạch để mà các bạn có thể kiểm tra xem đây là bát bài thật hay bài giả. Thì mình thường làm như sau. Bây giờ đây là bát bài thật các bạn nha. Mình sử dụng điện thoại, mình có dùng sử dụng đại một cái app là QR Code Reader. Thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái app nào cũng được, miễn sao là quét mã vạch được các bạn. Và rồi đây là mã vạch đã được phần mềm nhận ra. Các bạn chọn ở đây là Product Search, tức là tìm cái mã vạch và bấm vào tab hình ảnh. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy cái sản phẩm của chúng ta. Đó, đây các bạn, được hiện trên Google luôn với cái mã vạch đúng với sản phẩm của nó. Bây giờ mình sẽ thử quét mã vạch với lại cái bát bài giả này nha các bạn. Mình sẽ tiến hành quét lại và chọn là Product Search. Ở đây chúng ta sẽ chuyển qua tab hình ảnh luôn các bạn, Image. Và ở đây các bạn có thể thấy là cái mã vạch này sẽ cho chúng ta cái sản phẩm là Cyberduck Impact, đó là một cái hộp bài tiếng Nhật các bạn, OCG.
trong khi cái bắt này là hình dạng nó hoàn toàn khác nhau. Đây các bạn, hình cái bắt bên đây khác hoàn toàn với lại cái mã vạch khớp với lại cái sản phẩm này. Thì có lẽ mình nghĩ là cái bên sản xuất bài giả này họ đã sử dụng cái vỏ hộp, cái mã của cái hộp Cyberduck này để mà làm cho cái vỏ của cái bắt bài Net Challenger này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mở từng bắt ra xem bên trong cái lá bài như thế nào nhé. Đầu tiên mình sẽ mở bắt là Legendary Duelist Ancient Millennium. Trong cái bắt bài thật các bạn thì mình luôn để ý nhé, là cái phần mà G ở đây các bạn, nó sẽ dính ở trên tay nè bạn, nó sẽ dính chung với lại cái phần mép luôn ở đây. Thì không biết là bắt này nó đã bị bung rồi hay là nó có làm dính. Thì nếu mà ngày xưa mình có từng mở cái bắt giống như vậy các bạn, bài giả luôn, thì nó không hề dính như thế này, không hề dính mép như vậy các bạn, dính như vậy mà nó xung đột như thế này luôn các bạn, lật qua như vậy nên là nó qua luôn chứ nó không có dính phần mép như là cái bắt bài thật ở đây. Thì để mở bắt bài thật mình sẽ chỉ việc là ở đây tách nó ra và sẵn có một đường ở đây và xé một đường rất là dễ dàng. Và đây là cái lá bài thật của chúng ta trong cái bắt bài này, Black Illusion Ritual, Vortex Trapper, Ancient Gear Golem, Little Bit Ruby, Cabildon Cole và bản này quá quen các bạn, Illusionist Failed Magician, Con Mắt Gian Tà. Và rồi mình sẽ để các lá bài thật cũng qua đây. Và đây là bắt bài giả nha các bạn. Mình sẽ xé ra, thì không biết là xé theo cách nào các bạn, có thể là xé nắm từ đường này xé xuống cũng được, thì giống như ở đây, có thể nắm ở đây xé xuống, hoặc là các bạn có thể ý là mở như thế này cũng được. Thì mình thường thích mở thế này hơn. Không mở được các bạn, tức là cứng luôn, không mở được. Bây giờ mở được rồi đó các bạn, nó không có được trơn tru như là cái bắt bài thật của chúng ta, phải xé rất là khó. Và đây là chín lá bài trong cái bắt bài giả này. Chúng ta sẽ có là Radol Dragon, No 92 Fat Body God Dragon. Rồi mình có là Rang Up Magician Skip Fox, Stand Dragon, Surf Dragon, First Ascentor Phoenix Full, Seymour Full, Ryo Okami, Ryo Okami. Và lá cuối cùng, hai lá này ở đây các bạn, sẽ có là Elliptic Dragon, Gula Genesi và Blue Eye White K Dragon. Ở đây hình như là độ hiếm của nó sẽ là, chắc mình không biết là Ultra Rare hay là Super Rare đây, hình như là Ultra Rare các bạn, bởi vì mình nghiêng ánh sáng, cái tên của nó cũng có gì đó chút chiếu, thì chắc là Ultra Rare đây các bạn. Rồi mình sẽ để qua một bên. Phần này sẽ là nói về cách phân biệt lá bài thật và lá bài giả. Và các bạn, mình sẽ chọn một lá bài giả trong số cái lá bài ở đây. Mình sẽ chọn đại cái lá này các bạn, là Ryu Okami. Và đại diện cho bên các lá bài thật, mình sẽ chọn cái lá bài là Vortex Trapper. Đây các bạn, đây là lá bài thật và đây chính là lá bài giả. Có một điều mà các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy là hiện nay thì cái lá bài giả không còn có ghi cái chữ là 1ST nữa. Thì nếu mà các bạn thấy ở đây có chữ 1ST thì tem này bắt buộc phải là tem màu vàng, thì giống tương tự như lá bài này các bạn. Thì ở đây mình sẽ thấy, các bạn có thấy là 1ST First Edition và tem ở đây sẽ là tem màu vàng nha các bạn. Còn lá bài này thì bắt đầu đã tinh tế rất là nhiều rồi. Đây là tem bạc các bạn, đây chính là tem bạc. Và cái ánh sáng của mình là màu vàng, thành ra các bạn thấy nó màu vàng, thực ra đây là màu bạc nha các bạn. Và không hề có cái chữ 1ST nào ở đây hết. Thì đây chính là một, mình nghĩ là một cái bước tiến của công nghệ làm bài giả rồi. Bước thứ hai thì các bạn có thể nhìn thấy là phần viền của lá bài. Phần viền của lá bài thật các bạn được làm rất là chi tiết và đều hai bên luôn, trong khi lá bài giả thì được làm rất là cẩu thả các bạn. Các bạn có thể thấy là ở đây phần viền là sát mép, ở đây phần viền nó sẽ dày rất là nhiều. Và rồi bây giờ chúng ta hãy cùng gõ cái mã lá bài này vào ô tìm kiếm để xem nó sẽ ra gì các bạn nha. Mình dùng Google nha các bạn. Đây, mình gõ cái mã nó sẽ ra cái sản phẩm là Ryu Okami dưới đây. Mình sẽ bấm vào. Đây chính là lá bài của chúng ta. Mình sẽ zoom lên một chút. Thì các bạn có thể thấy cái lá bài này nó có tên là Ryu Okami. Bên đây nó ghi là Ryu Okami. Nó sẽ sai chính tả các bạn, nó hoàn toàn không giống với cái lá bài này. Cái lá bài này sẽ ghi cái mã là MB17EN019. Thì mình sẽ tìm một cái lá bài khớp mã với lại cái lá bài giả này, nhưng mà mã của nó là EN tiếng Anh đó các bạn. Dễ lắm, các bạn chỉ cần là truy cập vào trong cái phần wiki này. Mình sẽ vào chỗ là Gallery các bạn.
và nó sẽ hiện tất cả các phiên bản của lá bài này ra luôn. Và ở đây mình sẽ có cái ở đây mình chọn cái này đi các bạn. Đây rồi, đây chính là cái lá bài thật của chúng ta. Mình hiện tại không có cái lá bài này để so sánh, chắc phải sử dụng ở trên Google đảo các bạn. Cả hai cái đều là tem bạc, tương tự ở đây không có chữ 1ST, bên đây cũng sẽ không có chữ 1ST. Đây các bạn, tên của lá bài giả này viết sai so với tên của lá bài thật. Công thủ thì tạm đúng, và cái hiệu ứng của nó thì viết cũng không có giống với lá bài thật nha các bạn. Chữ nhỏ hơn rất là nhiều. Rồi, một cách nữa để các bạn có thể phân biệt đây là bài giả, là bài thật thì các bạn có thể nhìn vào tem của lá bài này. Mình sẽ để lên phần tem của lá bài thật cho các bạn xem thử nha. Và rồi đây các bạn có thể thấy thì phần tem của lá bài giả thì nó bị in, nó bị lệch khỏi cái viền của lá bài luôn, trong khi lá bài thật thì các bạn có thể thấy nó được in rất là ngay ngắn các bạn. Xét ở đây nó sẽ dư ra khoảng 0,5mm các bạn, trong khi đó các bạn có thể thấy là cái phần này của cái lá bài giả in rất là ẩu các bạn. Đây các bạn có thể thấy lá bài giả tem của nó in không có được sắc nét và đẹp như là lá bài thật của chúng ta. Ở đây thêm một đặc điểm khi mà zoom gần, các bạn có thể thấy là một cái dòng copyright bản quyền tác giả ở đây thì ở trên đây nó ghi rất là kỳ cục, không hiểu gì hết. Còn ở dưới thì ghi rất là chi tiết 1996 Kazuki Takahashi. Thì nếu các bạn chỉ cần nhìn thấy một đặc điểm của lá bài giả thì chắc chắn kết luận ngay nó là bài giả rồi. Còn bài thật thì nó sẽ làm rất là chi tiết và chính xác ở đây. Video đến đây là kết thúc và để cảm ơn bạn Bá đã gửi sản phẩm về cho MyHideo Channel hoàn thành cái video này. Thì MyHideo Channel sẽ phải gửi tặng bạn tất cả các lá bài thật nằm trong cái video này và được gửi đến nhà của bạn hoàn toàn miễn phí và bạn sẽ không phải trả một cái chi phí nào hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên bấm nút subscribe để là những người đầu tiên cho những video mới nhất tại MyHideo Channel. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.